Ok, bấm vào Generate Field nè. Generate. <laughs> Với một cú click thôi thì mình đã có cái gì vậy trời. Wow, nó xóa gần như là toàn bộ những cái gì mà mình cần luôn. Và... Wow. Đúng là thời đại của AI ha. Anh em có thể thấy là những những cái chi tiết nó thêm vào cực kỳ là hợp lý luôn. Đặc biệt là những cái tia sáng nè, những cái tia nắng nè và ở dưới đường nó cũng lấp ló lấp ló những cái ánh nắng nữa <laughs> nhìn nhìn sợ thiệt chứ và mình sẽ có ba kết quả để mà xem ở đây cái này nó còn chi tiết hơn nữa cái anh em thấy cái cái lần đường màu trắng này nó có những cái uh, dấu ấn của thời gian ha nó bị lem nhem nó đường nó bị trồi sụp có những cái lấm đốm lấm đốm nó tái tạo lại một cái nắp cống ở đây bạn bạn thấy là có một cái bạn đang đứng che cái nắp nè và nó làm lại thành một cái nắp mới luôn Thật sự hỏi ra là mình có xóa được như vậy hay không thì được chứ anh em nào mà biết Photoshop thì làm cái này đều được nhưng mà vấn đề á cái này quá nhanh đi bạn chỉ cần click một cái thôi là có được cái kết quả như thế này trong khi là bạn nếu mà bạn tự làm thì bạn sẽ phải ngồi 15 20 phút thậm chí 30 phút thậm chí những người mà mới chậm chậm đó, có thể lên cả tiếng đồng hồ oh. trước đây thì chúng ta có gì chúng ta có fill chúng ta có cần đây que ví dụ như fill đi thì mình sẽ anh em nếu mà đã biết Photoshop thì chắc chắn rằng những cái kết quả này anh em đã biết trước là như nào thậm chí là tạo một cái vùng chọn sau đó làm container que hồi xưa container que nó đơn giản chỉ là một cái nút nhấn thôi nhưng mà bây giờ nó đã cho mình tạo vùng chọn được các thứ rồi nhưng mà chắc chắn với bạn luôn nó sẽ không có hiệu quả bằng đây kết quả nó sẽ rất là lem nhem như thế này thì đây là một tính năng mới của Photoshop anh em thấy nãy giờ mình đang sử dụng trên Photoshop ha là tích hợp AI vào bên trong luôn Adobe họ vừa công bố cách đây mười mấy tiếng đồng thôi dễ nhận ra nhất là sẽ có một thanh công cụ ở đây nè đó và nó sẽ chú ý vào cái phần vùng chọn giống như cái hàng đầu tiên luôn Select subset thì cái này nó sẽ tạo cái vùng chọn cho cái chủ thể ở trong tấm hình. Sau đó là từ cái vùng chọn này anh em sẽ có một cái công cụ là generative fill. Thì bấm vào công cụ này nó sẽ cho phép anh em gõ những cái từ khóa vào bên trong. Khi mà anh em generate nó sẽ cho anh em ba kết quả như thế này ở trong phần property uh, thì nó sẽ có ba kết quả và nếu như anh em chưa hài lòng với ba kết quả này, anh em cứ tiếp tục bấm generate thì nó sẽ cho ra tiếp tục những cái kết quả khác dựa trên cái vùng chọn ban đầu mà anh em đã chọn rồi cho ra cái layer này thì cứ bấm generate ở trong cái property này thì nó sẽ cứ tiếp tục tiếp tục tiếp tục và tiếp tục thôi và tất cả những cái kết quả này nó sẽ được lưu hết ở trong file bsd anh em chỉ cần lưu bsd lại và cứ tiếp tục generate ra thôi thì ở đây mình có 6 kết quả khác nhau thì cứ bấm coi ha có thể bấm ở trên cái phần thanh công cụ này hoặc là trên cái thumbnail này cũng được mình phát hiện ra một cái nữa là không chỉ xóa người là đẹp đâu thì ở đây mình đã làm sẵn rồi đây là một cái tấm hình mình chụp một cái ngọn hải đăng ha thì có một cái lan can như này không đẹp lắm thì mình chọn mình đơn giản là mình lấy cái tạo vùng chọn nè mình chọn cái lan can không cần phải chọn xác vào đâu chỉ cần chọn nó đủ để hiểu rằng à mình đang chọn cái lan can này là được thì mình bấm generate thì nó sẽ ra kết quả như thế này mình bị kiểu quá cái gì vậy mình sẽ phải ngồi rất là lâu mình sẽ phải ngồi để tìm ra những cái suột về những cái cây này về cái hướng sáng anh em nhìn kỹ nha, nó làm hướng sáng cực kỳ chi tiết nha. Ở đây nè có những cái bóng cây nó chiếu qua nè và cái chỗ này, cái line này là cái đường cắt của ánh sáng. Cái này ánh sáng là buổi buổi chiều cho nên là nó cắt rất là mạnh. Đó, nó cắt ngay đây và ở phía sau bên đây nó tái tạo thành một cái khu vực shadow. Cái chỗ này là bóng râm và rõ ràng đây là bóng râm. Đó. Nó còn chi tiết đến mức là khu vực phía dưới này nè, đó những cái cây và nhìn thấy nó rất là rõ ràng rằng có ánh nắng chiếu xéo qua và đúng với cái hướng sáng của tấm hình. Wow. Nó nó làm mình cực kỳ phải cực kỳ là bất ngờ luôn á. Ở đây mình cũng có ba kết quả và cho anh em coi ba kết quả ha. Nhỏ lắm hình lại tí. Đây. Tấm hình đầu tiên này nó cũng nó cũng hợp lý nữa. Cái thậm chí là cái cái bóng của những cái tán cây trên này nó còn đẹp hơn cái tấm hình hồi nãy. Đó, đây là cái cái bóng của những cái tán cây này và cái tán cây ở đây nó tạo ra một cái vùng sa đồ. Nó cũng cực kỳ hợp lý luôn. Quan trọng là anh em thích cái 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 kiểu nào thôi. Đây là tấm hình thứ hai nè. Nó đang cố tạo ra một phần chân của cái ngọn hải đăng này và mình thích cái kết quả 1 và 3 thậm chí là mình thích cái ba này hơn tại mình thích chỗ này nó hơi sáng sáng tí đó. nó, hài hòa hơn mình chỉ mất một cú click vào thôi mình click vào chỗ này thôi generate và xong wow cái gì vậy ta rồi thì muốn sử dụng được cái tính năng này á anh em cũng phải cần có một số cái thứ như sau ờ, uh, Adobe họ cập nhật cái tính năng này họ cho ra một cái phần mềm mới luôn chứ không phải là nó cập nhật ở trên cái Photoshop cũ cái phần mềm cũ nó tên là Adobe Photoshop 2023 và nó cũng nhận được một bản cập nhật ha có rất nhiều tính năng mới nhưng quan trọng nhất là nó không có cái phần AI ở trong cái phiên bản cũ này thì anh em sẽ phải vào Adobe Reactive Cloud và bấm vào phần app nè thì tải về cái một cái mới nó sẽ có một cái logo mới luôn nhận diện mới luôn nền trắng uh, cái chữ màu xanh mà nó nhạt hơn chút nó tên là Photoshop đơn giản là Photoshop thôi và nó sẽ có thêm chữ beta nhưng mà theo ý kiến cá nhân của mình nha mình nghĩ cái này nó có liên quan tới internet và anh em sẽ phải có bản quyền mới sử dụng được mà không biết là có sẽ chùa được hay không mình nghĩ là rất là khó rồi tiếp theo là có một tính năng cũng rất là hay nữa và mình xài cực kỳ nhiều luôn và mình chắc chắn rằng những anh em làm nội dung chắc chắn rằng những anh em mà làm nhiều về content hình ảnh và chụp hình nhiều cũng sẽ rất là thích đó là mở rộng cái tấm hình ra ví dụ như cái tấm hình thác nước này mình chụp nó ở frame dọc tại mình muốn lấy nhiều thác nước mà nhìn nó cao cao nhìn nó kiểu nó to hùng vĩ nhưng mà nó là phim dọc mà bây giờ mình muốn nó trở thành phim ngang thì như thế nào thì bây giờ mình thấy nó hẹp hai bên quá thì mình mở rộng hai bên thôi kéo ra như này rồi tạo vùng chọn dùng cái tool mà tạo vùng chọn á rồi bấm vào đây generate fill không cần điền gì hết khu vực này là anh em cái tính năng này anh em chỉ cần bấm generate thôi thì nó sẽ tự động một lần bấm generate như vậy nó khá lâu nha anh em nó tầm khoảng 15 đến 20 giây á nó không nhanh đâu đó thì đây mình đã có được cái kết quả rồi cái kết quả đầu tiên thì mình thấy nó không đẹp lắm ha mình qua cái thứ hai thử xem Uh, cái thứ hai nó đẹp hơn nè nó rất là hợp lý và nhìn như anh em thấy là đây là một cái hốc và cái hướng nắng là từ mấy bên phải ở phía bên phải ở đây nó chiếu xuống và khu vực trong đây là sao đầu cái này còn ấn tượng hơn ở một chỗ là những cái tán cây ở phía trên nó hiểu rằng cái hướng sáng là phía bên phải qua như này những cái phần phía trên của tán cây nó có sáng nó có cái vệt ở trên và cái phần phía dưới ở đây đó nó sẽ có đây là vùng sao đầu và phía trong nè nó nhận diện ra được cái phần nào gần máy hình hơn phần nào xa máy hình hơn phần nào gần hơn thì nó sẽ được chiếu sáng là sáng hơn phần nào xa hơn thì nó nằm trong hốc nó sẽ tối hơn rồi mình vừa generate ra thêm ba kết quả nữa và mình thấy nếu mà càng cứ càng generate thì mình thấy nó kết quả nó càng đẹp hay sao á rồi tương tự như vậy mình sẽ làm cho khu vực mấy bên đây mình sẽ để cái thác nước nó nằm ở giữa generate không cần điền gì hết rồi đây là những kết quả phía bên trái của tấm hình oh, mình thích cái 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 kết quả này đó nó giả tạo cái phần uh, nước nhìn khá là thật ha cái khu vực ở đây nó có một vài cái chỗ đá mà nó cũng có nước tác động lên và cái phần có nước nó tác động khác cái phần không có nước thì cái ánh sáng nó khác ở phía trên này rất là sáng đó là cái tính năng mở rộng tấm hình ra và mở rộng đến vô cực luôn anh em cứ thích mở rộng như thế nào cứ kéo ra như vậy nó đó tạo vùng chọn và nó sẽ canh vào cái tấm hình chính của anh em để tạo ra những cái chi tiết nhìn nó phạt có vẻ phù hợp nhưng mà mình phát hiện ra một cái tính năng mà nó hay hơn đó là khi anh em có một cái tấm hình một tấm hình dọc như thế này và anh em đang cần nó là nằm phim ngang nhưng mà cái chủ thể chính này nó vẫn phải vừa giữ lại được mình có cách sử dụng như thế này bây giờ anh em sử dụng công cụ crop sau đó xét tỷ lệ ở đây mình cần một tấm hình ngang 32 đi tỷ lệ 32 đi đây rồi mình cho cái thác nước nó nằm giữa đó thì mình sẽ tạo vùng chọn cho hai bên đè ship để mà tạo thêm nè đó hai bên này mình là mình cần nó mở rộng ra thì bây giờ mình cũng làm cái trang vậy thôi generate ngay từ cái kết quả đầu tiên là mình đã thấy nó hợp lý rồi thì bây giờ từ một tấm hình dọc mình đã có thành một tấm hình ngang. Uh, mình có một cái ví dụ khác về cái việc mở rộng hình và mình cho anh em thấy là nó mở rộng rất là hợp lý. Đây là một cái tấm hình mình chụp ở bờ kè thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đường Hoàng Sa. Thì cái tấm hình gốc nó sẽ như thế này. Nó một tấm hình dọc và rất là hẹp. Và khi mình click chọn vào, anh em thấy điều đặc biệt ở đây là gì không? Không những nó làm cái kết quả về cây về lề đường nó đẹp. một cái này là nhìn nó rất thật luôn, nhìn dưới một cái lề đường. Nó còn hiểu được cái tiêu cự của tấm hình. Thì mình đang sử dụng cái tiêu cự 75 ở trên uh, máy crop, máy Fuji. Và anh em có thể thấy cái hàng cây này cái hiệu ứng tiêu cự nó rất là gần với 75mm mà mình đang chụp ở đây. Nó background nó rất là compressed, nó rất là nén lại. Nhìn nó cái hiệu ứng tiêu cự nó rất là phù hợp. Ví dụ như anh em ghép hình đi, anh em tìm suột anh em cũng phải tìm những cái tấm hình nó có tiêu cự gần gần với tấm hình gốc của mình. Từ đó cái việc tìm hình nó rất là khó khăn nếu như anh em chụp những cái tiêu cự nó dài ít người dùng giống như này á thì nó rất là khó tìm một cái mà Adobe quảng cáo cũng nhiều đó là xóa background và mình nghĩ là cái này mình xài cũng nhiều đâu tại mình thích một cái gì đó nó thực tế hơn nhưng mà mình sẽ demo cho anh em xem thì bây giờ mình sẽ tạo vùng chọn bằng cách là bấm vào cái select subject thì nó sẽ chọn ra được cái chủ thể ở trong hình sau đó bấm invert là nó sẽ chọn vào background thôi sau đó anh em sẽ bấm vào generate nhưng mà khu vực này anh em sẽ phải điền một cái gì đó để nó hiểu là cái background này nó đang cần phải làm gì thì bây giờ mình sẽ điền thử mình sẽ điền city đi city là thành phố đi <laughs> mình thấy cái kết quả đầu tiên thì nó không phù hợp lắm cái độ mờ này nó hơi nhiều so với lại cái tiêu cự và cái khẩu độ mình đang sử dụng thì cái hình thứ hai oh, cái này nhìn cũng có vẻ hợp lý nó cũng có tái tạo cái ánh sáng nắng là đang nắng hơi cao nó chiếu qua những cái tán cây thì nó cũng có lấp ló lấp ló ồ cái này phù hợp hơn nè cái 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 màu là nó rất là match với nhau nhìn nó khá là hay đó nhưng mà cái background phía sau thì nó vẫn nhìn rất là ai 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 trong kiểu trong mặt kép á nhìn nó có vẻ hợp lý nhưng mà khi mình nhìn vào cái detail mình nhìn vào chi tiết nè nhìn nó hơi rối rắm chả biết có cái gì trong này mà nhìn nó rất là hợp lý nhìn nó kiểu như một cái xưởng ờ, hay là có một cái những cái bình ở đây hoặc là những cái máy gì đó ở đây cái việc mà tách background sau đó ghép một cái gì đó hoàn toàn mới vào thì nó không khó nó chủ yếu là anh em tìm được cái cái background nó phù hợp thường á, cái kỹ thuật này là phải chọn background trước thì mới chụp hình còn mà nếu như anh em chụp hình rồi đi kiếm background thì nó cực lắm thì sử dụng cái ai này nó cũng tương đối là ok anh em có thể sửa lại một số cái chi tiết bên trong này rồi tương tự như vậy thì giống như xóa background thôi bây giờ anh em chọn cả toàn bộ cái background thì bây giờ mình em chọn cái áo hoặc cái quần thôi thay đổi quần áo đó, à, bây giờ mình thử mình thay đổi cái quần thun này mình đang mặc một cái quần thể thao quần thun thì bây giờ mình sẽ chọn nó và mình thay đổi nó thành một cái quần jean chọn luôn cả giày xem nó sẽ nhận diện như thế nào rồi bấm uh, điền vào đây là bấm là jean đi đó generate <laughs> cái này nhìn nó cũng được nhưng mà cái chân mình nó bị nhỏ quá anh em có thể thấy là nó giả lập được cái lần gạch luôn nè và nó khá là chính xác ha nhưng mà nhìn ốm o gầy mòn thế nào á cái kết quả thứ hai này nhìn khá là ok nhưng mà mình không thích cái đôi giày này thì bây giờ mình sẽ chọn đôi giày mình generate nó lại một cái thứ khác đó là một đôi sneaker xem nó như thế nào rồi ở đây generate điền vào là sneaker <laughs> anh em có biết là tôi tưởng tượng ra gì không tôi tưởng tượng này là cái đôi mà balenciaga mà cái phần ở phía trên là nguyên một cái lớp vải nhung mà ở dưới là một cái đế màu trắng không <laughs> đôi giày này, nhìn nó lạ quá anh em ờ à, cái này khá là hợp lý nè nhìn giống một đôi van đó đó là đó là cái phần quần jean ha thì đây là một kết quả có sẵn mình thử mình đổi cái áo à, mình bấm vào suit, nhìn nó cũng tương đối là hợp lý đúng không anh em đây là kết quả thứ nhất nè thứ hai <laughs> nhìn nó hợp lý vậy thứ ba cái 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 tay nhìn nó kỳ quá thì anh em có thể đổi màu tóc đổi kiểu tóc đổi quần áo đổi giày đổi những cái phụ kiện trang sức bằng cái cách này đều có thể làm được rồi từ những cái tính năng vừa rồi á mình có thể mở rộng ra thêm ví dụ như tấm hình này đi đây là một tấm hình chân dung mà nó bị mất chân thì bây giờ mình sử dụng cái tính năng mở rộng cái hình đó mình coi là nó có làm được cái uh, cái phần chân cho mình hợp lý hay không có giày có mặt đất đang đứng nhìn là mường tượng được cái chỗ đứng của mình nó như thế nào tôi thấy cái kết quả này nó cũng hợp lý á, nhưng mà tôi nhìn sao đôi giày của tôi nhìn giống một đôi bút của nữ quá vậy <laughs> anh em có thấy vậy không rồi nãy giờ chúng ta đã chứng kiến rất nhiều tính năng hay và những cái mới của Photoshop, AI, mọi thứ một cái click là xong. Ờ, nhưng mà AI ở thời điểm hiện tại nó cũng có một số những cái hạn chế ha. Ví dụ như anh em có thể thấy cái tấm hình mà cái thác nước này thì cái hạn chế đầu tiên đó là độ phân giải. Theo những cái thông tin của Adobe á, thì những cái phần Generate nó sẽ có cái cạnh dài nhất là 1024 pixel có nghĩa là khi anh em tạo một cái vùng chọn như thế này thì cái cạnh cái cạnh dài này của cái hình dữ nhật á nó sẽ có độ phân giải là 1024. Nó khá là nhỏ so với lại cái tấm hình này. Mình chụp cái tấm hình này mình chụp bằng iPhone thôi nhưng mà anh em có thể thấy là chi tiết nó giữ lại được rất là nhiều và đặt cái phần generate kế bên á. Đây mình bật tắt cho anh em coi. Cái độ phân giải nó khá là thấp. Đó và nếu như anh em zoom lên em có thể nhận ra ngay. Đó. Nếu như mà nhìn xa như vậy không thấy á nhưng mà zoom lên thì nhìn thấy liền. Đây cái phần bên trái là phần generate nè và cái phần bên phải gục đá nhìn cái hình thù và nhìn những cái chi tiết nó rất là rõ ràng nhưng mà nhìn qua bên trái thì nó khá là mờ cái thứ hai nữa là ai sẽ có một số cái giới hạn những một số cái nhược điểm về giải phẫu học đây đây là một cái tấm hình mình thử mình đổi cái áo nhưng mà cái cơ thể và cái đầu của mình cái scale nó không có phù hợp nó đang không nhận ra cái cái người của mình nó như nào đây là hình gốc đó thì khi mình generate lên nhìn nó rất là kỳ. Anh em có nhìn ra được cái bàn tay đúng không? Mình còn không nhìn ra được mà nó nó rất là kỳ. Ờ, đây là một cái lỗi chung của AI và trước đây Midjourney nó cũng bị rất là nặng. Họ cập nhật rất là nhiều cho nên là bây giờ nó đỡ hơn rồi. Ờ Adumi thì bây giờ mới bắt đầu ra mắt và Firefly Fly, Fly thì cũng mới ra rất gần đây thôi. Cho nên mình nghĩ những cái này nó sẽ có thể khắc phục được. Nhưng hiện tại nó vẫn đang bị. Thì trong những cái tùy chọn này anh em có thể nhìn nó rất là hợp lý ha. Nhìn như này, wow, một con đường. Phía bên phải là một cái lề đường có một cái hàng cây. Nhưng mà khi zoom vào á không có cái thân cây nào mà nhìn đúng ra một cái thân cây hết Tự gốc cây nè, đi lên nè Rồi, mất tiêu Không có cái thân cây nó chỉ có một số cái lằn Nó nhìn nó ra cái phần highlight Và một số cái phần đen đen thì nó nhìn ra cái phần shadow Đó Nói chung là AI á, mà những cái zoom cộng vào anh em có thể thấy những cái chi tiết này nó bất hợp lý Nhưng mà khi nhìn xa á, thì nhìn <laughs> hợp lý Đó, đó là một cái lỗi hiện tại mà của AI nó vẫn còn đang tồn tại cái này nhìn hợp lý hơn này nhưng mà zoom vào cũng chả thấy cái gì ra cái gì tóm lại cái ai này những tính năng này của photoshop mà adobe họ mới cập nhật đó, nó làm rất tốt ở một số mặt giống như là cái phần ánh sáng này nó nhận ra được hướng sáng bên nào vùng sáng nó như nào và cái chất lượng của ánh sáng và cái cái tính chất của cái ánh sáng nó đang sao và giống như hồi nãy mình có đề cập đó là hiệu ứng tiêu cự cái tấm hình này được chụp ở một cái tiêu cự nó ít thông dụng 75mm f1.2 Uh, nhìn background nó rất là hợp lý nhìn nó rất là phù hợp với tấm hình và một phần nữa là về cái đốp nó nhận ra cái đốp rất là tốt ví dụ như đây là tấm hình cháu mình đang nằm trên giường chụp bằng 75 mm f 1.2 thì phần background nó làm mờ đúng với cái đốp đó và thậm chí là có bokeh luôn nhìn cứ tưởng tượng là cháu mình đang nằm trên một cái tấm thảm sau đó là có rải bông hoa lên các thứ như là hoa giống như là hoa phượng vậy mình không biết hoa gì nữa uh, Cứ cho là hoa phượng đi và phía sau nó có bokeh nhìn nó cực kỳ là hợp lý vẫn còn một số khuyết điểm, nhược điểm nhưng mà AI mà chúng ta cần thời gian cho nó, chúng ta cần những cái kết quả từ 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 người dùng họ họ càng xài thì nó càng xây dựng được một cái hệ thống uh, data lớn hơn thì nó sẽ càng tốt hơn thôi. trong cái bản cập nhật lần này nó còn nhiều cái tính năng khác nữa nhưng mà mình thấy cái này hay nhất, highlight nhất là mình làm trước cho anh em coi. nếu như anh em thích những cái series như thế này về AI cái thứ thì mình sẽ làm nhiều hơn về nó và có thể tiếp theo mình sẽ làm về một số cái con AI mình đang sử dụng hàng ngày để sản xuất video để làm nhanh hơn tốc độ nó nhanh hơn thì ok video đến đây cũng là hết rồi anh em nghĩ gì về những cái con ai này uh, những cái tính năng mới của adobe họ cập nhật lên cho photoshop hãy để lại cho mình những cái bình luận phía bên dưới nha và mình là cáo chuyên làm về những thứ liên quan tới hình ảnh ống kính video và phần mềm trên sơ ảnh như thế này theo dõi mình những những bài viết hay hơn nha xin chào và hẹn gặp lại